Thế thế rồi. Nhóm viên trở nên tung mới đọc về tục láng nè. Chuyện ban môn thì thái, chuyện rồi lùi ban. Thì tiếp tình tung có chặt khỏi tiết hay khai một tung hay như bà lê như thế rồi. Tình chặt. À vậy à, đã chặt chặt khỏi rồi lùi ban bị tục. Vì ban chất bây giờ chuyện subscribe. Là vì ở bạn đọc âm dũ, vì bạn môn thì thái rồi lùi ban. Thật tớ toàn phun coi khó mà tôi chặt tật tình, chặt tật tình.